Thức bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần đoạn chót, các đoạn chót của bài kinh ở tiểu kinh Phương Quảng. Bài kinh này là những phương thức vấn đáp do Thị Nam Quý Sa Khát, một vị thánh cư sĩ Anahàm, đến vấn đạo thánh Ni Tỳ Kheo, thánh Tỳ Kheo Ni Thammadina, một vị mà được Đức Phật Ngài tuyên dương giữa hội chúng. Là vị tối thắng về sự thuyết pháp. Và trong những cái câu hỏi ngày hôm nay, mặc dù chúng ta đọc qua, chúng ta thấy có cảm giác như là Thị Nam Quý Sa Khát hỏi Dần Lân, hỏi những câu hỏi Dần Lân, nhưng không phải, thưa vị, đó là những câu hỏi cốt lõi và thật là thú vị. Khi Tỳ Kheo Ni Thammadina trả lời, những câu trả lời đó xúc tích về pháp, giúp cho chúng ta có thêm một cái kiến văn Phật pháp và những cái câu trả lời đó nó cũng giúp cho chúng ta có thêm cái trí tuệ bén nhạy trong cái việc mà ứng đối trả lời câu hỏi của người khác. Nhưng cần phải đọc cho kỹ, cần phải nghe cho kỹ thì chúng ta mới thấy được cái điểm thú vị đó. Hôm nay đoạn kinh cuối cùng của tiểu kinh Phương Quảng sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng, vị giảng sư trong ngày hôm nay, sẽ trình bày về ý nghĩa. Bây giờ trước nhất xin kính thỉnh sư Minh Hạnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con tuân lệnh Thượng Tọa Tuệ Siêu đọc bài kinh hôm nay. Bài học hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Mahasiddha Nikaya, giá dịch giả Hòa Thượng Thích Bá Châu, phân đoạn dịch chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 44 tiểu kinh Phương Quảng Chư La Veda Lát Sutta, phân đoạn 208-212 sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Tiểu kinh Phương Quảng Chư La Veda Lát Sutta, phân đoạn 208-212, cũng như bài kinh trước, Phương Quảng Veda là ở đây chỉ cho sự trình bày giáo nghĩa qua hình thức vấn đáp. Kinh này ngắn hơn bài kinh trước nên gọi là tiểu kinh. Thổ ấy, Đức Thế Tôn trú tại thành Rajagaha, vương xá, nam cư sĩ Visakha đến vấn đạo Ni Sư Thammadina. Những câu vấn đáp khởi đầu tự nhận thức bản thân cho đến cứu cánh giải thoát. Những câu trả lời sau đó đã được xác chứng bởi bậc đạo sư. Ni Sư Thammadina là một bậc thánh ni được Đức Thế Tôn tuyên bố là đệ nhất về thuyết pháp trong số các đại đệ tử bên ni giới. Nam cư sĩ Visakha là một phú thương có tiếng tại vương xá, là chồng cũ của Ni Sư Thammadina. Khi chưa xuất gia, vị nam cư sĩ này cũng là một bậc thánh A-la-hàm.
phần đầu 208 diệt thọ tưởng định. Những vấn đáp sau đây tương đối là một mô tả khúc chiết về diệt thọ tưởng định. Kinh văn: Thưa ni sư, như thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Hiền giả Visakha: Tỷ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định vì ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định. Vì rằng tâm của vị này trước đã được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Thưa ni sư, tỷ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, những pháp gì diệt trước, thân hành hay khẩu hành hay tâm hành? Hiền giả Visakha: Vị tỷ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Thưa ni sư, làm thế nào xuất khởi diệt thọ tưởng định? Hiền giả Visakha: Vị tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định không có nghĩ rằng tôi đang xuất khởi diệt thọ tưởng định, hay tôi đã xuất khởi diệt thọ tưởng định. Vì rằng tâm của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Thưa ni sư, tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành hay khẩu hành hay tâm hành? Hiền giả Visakha: Tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm hành khởi lên trước, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu hành. Thưa ni sư, khi tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm những xúc nào? Hiền giả Visakha: Khi tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác ba loại xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. Thưa ni sư, khi tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, khuynh hướng về gì? Hiền giả Visakha: Khi tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư và khuynh hướng về độc cư. Những điểm cần nhớ: theo A Di Đà và sớ giải thì diệt thọ tưởng định là trình độ thiền cao nhất, chỉ có thể chứng nhập bởi vị thánh tam quả A Na Hàm hay tứ quả A La Hán với sự thuần thục của cả tám phần thiền sắc giới và vô sắc giới. Sau khi nhập xuất mỗi tầng thiền ấy, vị ấy chú tâm vào không tánh bằng sự quán chiếu về chân tướng vô thường, trống rỗng vô ngã. Ngay sau khi đó, vị ấy tác ý không khởi sanh tâm trong một thời gian nhất định, rồi nhập vào thiền phi tưởng phi tưởng xứ trong khoảnh khắc ngắn, và sau đó toàn bộ bốn danh quẩn ngưng sanh diệt. Chính do sanh khởi theo trình tự mà không có ý tưởng về một chủ thể, chỉ có thể nhập chứ không có người thể nhập, nên ni sư Thammadina mô tả là: Vị ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định. Vì rằng tâm của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Như trường hợp một nghệ nhân là một tuyệt tác, trong lúc ấy chỉ nghĩ đến nghệ thuật mà không bận tâm đến sự khen chơi thành đại. Khẩu hành là tâm tứ, diệt ở nhị thiền hay tam thiền theo A Tỳ Đàm. Thân hành là hơi thở, không còn ở trạng thái tứ thiền hay ngũ thiền theo A Tỳ Đàm. Tâm hành thọ tưởng, ngưng ở diệt thọ tưởng định. Đoạn 209: Cảm thọ qua cái nhìn của thiền giả. Câu hỏi của Thiện Nam Visakha mới nghe như là lạ tai. Đối với lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối với bất khổ bất lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Nhưng kỳ thật là một câu hỏi đào sâu về cảm thọ. Dù khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ đều có mặt tích cực, mặt tiêu cực, có cái được, cái không được. Như một người lớn lên trong gia đình nghèo khó, có cái khổ là thiếu thốn, nhưng cũng có cái hay là chịu khó phấn đấu. Chính cái nhìn này tạo nên sự khác biệt giữa người có tu và không tu đối với cảm thọ. Kinh văn nói về thọ: Thưa ni sư, có bao nhiêu thọ? Hiền giả Visakha: Có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ và bất khổ thọ. Thưa ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ, thế nào là bất khổ bất lạc thọ? Hiền giả Visakha: Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc, khoái cảm như vậy là lạc thọ.
hiện giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách đau khổ, không khoái cảm như vậy là khổ thọ, hiện giả Visakha. Cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm không khoái cảm, không khoái cảm như vậy là bất khổ bất lạc thọ. Thưa Ni Sư, đối với lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối với bất khạc, bất khổ bất lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Hiện giả Visakha, đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại là khổ? Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc? Đối với bất khổ bất lạc thọ, có trí là lạc, vô trí là khổ. Đoạn 210. Cảm thọ và sự liên hệ về với phiền não. Chữ tùy miên ở đây có nghĩa là khả năng khiến sanh khởi. Đối với hành giả tu tập thì lạc thọ có thể tạo nên tham tùy miên, khổ thọ có thể tạo nên sân tùy miên, bất khổ bất lạc thọ có thể tạo nên vô minh tùy miên. Gọi là có thể nghĩa là không nhất thiết luôn là như vậy. Kinh văn nói về tùy miên. Thưa Ni Sư, trong lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong khổ thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong bất khổ bất lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Hiện giả Visakha, trong lạc thọ tham tùy miên tồn tại, trong khổ thọ sân tùy miên tồn tại, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại. Thưa Ni Sư, có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên tồn tại, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên tồn tại, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại? Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên tồn tại, không phải tất cả trong khổ thọ sân tùy miên tồn tại, không phải trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại. Thưa Ni Sư, trong lạc thọ cái gì phải từ bỏ, trong khổ thọ cái gì phải từ bỏ, trong bất khổ bất lạc thọ cái gì phải từ bỏ? Hiền giả Visakha, trong lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Thưa Ni Sư, có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ? Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Ở đây hiền giả Visakha, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ. Do vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại ở đây. Ở đây này hiện giả Visakha, vị tỳ kheo suy tư như sau: chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong trú xứ mà nay các vị thánh an trú, vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giải thoát vô thượng. Do ước nguyện ấy khởi lên ưu tư, do vậy sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tồn tại ở đây. Ở đây hiền giả Visakha, vị tỷ kheo xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tồn tại ở đây. Những điểm cần nhớ là tham, sân và si đối với các cảm thọ được trừ diệt bởi hành giả tu thiền ở đây được mô tả khác. Với cách nói thông thường về y cứ trên pháp hành chỉ quán, tham được diệt bởi sự chứng đạt sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Sân được trừ diệt bởi hướng tâm đến sự giải thoát hoàn toàn, giống như một người làm công bị la rầy nặng nề nhưng giữ được sự điềm đạm thanh thản với ý nghĩ chỉ cần kiên nhẫn, khi có đủ tiền thì sẽ không còn bị cảnh này nữa. Chữ tada yatana xứ ấy theo sớ giải chỉ cho quả vị viên giác A-la-hán vô minh được đoạn diệt ở tứ thiền với xả niệm thanh tịnh, không còn lạc thọ. Sớ giải cũng nói thêm là trạng thái xả niệm thanh tịnh được dùng làm đối tượng quán chiếu để ly tham, xả ly, giải thoát để thành tựu quả vị A-la-hán, chứ không có nghĩa là chỉ có chứng đạt tứ thiền là đoạn tận vô minh.
211 đối đãi và bất nhị. Tất cả nhận thức các pháp hữu vi đều mang tính đối đãi. Matipaga, thí dụ hiểu được vui là do thấy được khổ, thấy bất thiện nên hiểu cái thiện. Niết bàn vượt khỏi đối đãi nên được gọi là bất nhị, nên không thể hiểu bằng cách dựa trên tương phản. Ở đây, điểm rất tế nhị trong Phật pháp là khi nói về niết bàn. Kinh văn: Thưa ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha: Lạc thọ lấy khổ làm tương đương. Thưa ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha: Khổ thọ lấy lạc thọ làm tương đương. Thưa ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha: Bất khổ bất lạc thọ lấy vô minh làm tương đương. Thưa ni sư, vô minh lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha: Vô minh lấy minh làm tương đương. Thưa ni sư, minh lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha: Minh lấy giải thoát làm tương đương. Thưa ni sư, giải thoát lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha: Giải thoát lấy niết bàn làm tương đương. Thưa ni sư, niết bàn làm lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha: Câu hỏi đi quá xa, vượt qua giới hạn của câu trả lời. Hiền giả Visakha: Phẩm hạnh là để thể nhập vào niết bàn, để vượt qua niết bàn, để đạt đến cứu cánh niết bàn. Hiền giả Visakha: Nếu hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này, và Thế Tôn trả lời cho hiền giả như thế nào, hãy như vậy mà thọ trì. Đoạn 212, Đức Phật nói gì về những câu trả lời của Thánh Ni? Đức Phật xác nhận hai điểm. Thánh Ni Thamma Dina là bậc đại tuệ, những gì đã trả lời hoàn toàn chính xác. Nếu hỏi Đức Phật thì Ngài cũng trả lời không khác. Đây là lời khen cao nhất của bậc đại giác đối với một thanh văn đệ tử kinh văn. Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời Tỳ Kheo Ni Thamma Dina giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Tỳ Kheo Ni Thamma Dina, thân bên phải hướng về phía Tỳ Kheo Ni, rồi từ biệt đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, năm cư sĩ Visakha thuật lại cho Thế Tôn tất cả những câu chuyện đàm đạo với Tỳ Kheo Ni Thamma Dina. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visakha: Này Visakha, Tỳ Kheo Ni Thamma Dina là bậc hiền trí. Này Visakha, Tỳ Kheo Ni Thamma Dina là bậc đại tuệ. Này Visakha, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như Tỳ Kheo Thamma Dina đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy như vậy mà thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời thuyết giảng Thế Tôn thở dài. Thế Tôn dạy, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thưa sư bá và kính thưa sư phụ đạo tràng, con đã đọc xong bài kinh. Bây giờ con xin mời Thượng tọa Giác Đăng Từ Bi giảng giải bài kinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời sư phụ Thượng tọa Giác Đăng có pháp đăng. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn quý vị. Dạ, năm cái đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tề Tri Đi, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào ý bài của Thụ Nữ Thượng Trại Phật Tử. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái bài học hôm nay đó, thì là một cái điểm mà rất là đặc biệt, mà rất là gọi là cao, cao quý ở trong cái pháp giác ngộ giải thoát Đức Phật. Thì quý vị biết rằng nhập gì thọ tưởng định đó là một cái loại thiền định đặc biệt, chỉ có Phật giáo mới có, ngoài Phật giáo không có thể nào có cái thiền nhập gì thọ tưởng định này. Vì thường thì bốn thiền sắc ấy, là sơ nhị tam tứ thiền sắc giới theo tạng kinh. Và không bộ biên xứ, thức bộ biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tỉnh xứ, đó là bốn thiền vô sắc. Tám thiền này cộng với tam quả hoặc là cộng với tứ quả thì mới nhập được cái thiền dọc diệt thọ tưởng định này. Như vậy thì quý vị biết rằng giữa cái vị thánh tam quả Thamma Dina, quên cái vị tam quả là cái vị thiện nam Visakha và cái vị thánh ni tứ quả,
Thì quý vị biết rằng cái vị thánh ni này đó, thì từ khi mà từ bỏ gia đình đó, một thời gian không có lâu, và vị này đã trở lại cái trú xứ, có nghĩa là cái quê hương của mình đó, thì cái vị thiện nam Visakha này muốn dò hỏi coi vị này có đạt được cái pháp của bậc xuất gia không. Và thì mới đặt ra những cái câu hỏi thật là khó như vậy. Vị cái người bạn đời bây giờ là ni sư đó thì đã trả lời hoàn hảo toàn diện với một cái vị thánh tam quả, mà đặt câu hỏi thì không phải là, quý vị thấy cũng không phải là dễ trả lời, nếu mà vị này không phải là người có cái khả năng chứng đắc được tứ quả và có năng lực thiền diệt tỏ tưởng định này thì cũng không có thể nào mà trả lời được. Như vậy á, thì Đức Phật đã xác định cái bài kinh này trở thành cái bài tiểu kinh phương quảng, để chúng ta thấy rằng đây cũng giống như lời của bậc đạo sư thuyết giảng. Thì quý vị thấy rằng vị ni sư trả lời tỷ kheo mà diệt thọ tưởng định đó, thì những cái pháp gì diệt trước, thân hành, khẩu hành hay là tâm hành? Thì chúng ta biết rằng khi một người mà vô sơ nhị tham tứ thiền đó, thì từ từ đó chúng ta cũng nghe nói rằng tới tứ thiền đó thì cái thân hành đó là cái hơi thở nó mất. Như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái vị này đó, cái vị này khi mà tu tập như vậy đó, thì cái khẩu hành là tầm tứ đó, chúng ta cũng đã nghe bữa hôm trước cũng phải đặng nói rồi, khẩu hành là tầm tứ đó, thì tầm tứ đó là những cái gì ở trạng thái sơ nhị thiền thôi. Nếu qua những thiền cao đó thì bỏ tầm tứ rồi. Thì chúng ta cũng thấy rằng khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành là tứ thiền là hơi thở diệt, rồi đến tâm hành là thọ tưởng diệt. Như vậy thì chúng ta cũng đã được nghe từ hôm trước đó, một cái người chết thì khác với cái người nhập thiền diệt như thế nào. Vì cái người này không có tâm, mà còn cái người chết đó thì cũng không có tâm. Nhưng mà cái người chết đó thì họ không có tâm, nhưng mà họ lại không có tuổi thọ hơi ấm và cái năng lượng, cái nghĩa là cái những cái phần mà còn lại nhiệt lượng hay là cái tuổi thọ hay là cái mình gọi chung với một cái người họ chết là cái sắc bắt đầu biến diệt tan rã. Nhưng mà nhập thiền diệt đó thì họ bị còn tuổi thọ đó, thành ra họ còn cái sự duy trì của thân này. Nhưng mà rất là đặc biệt quý vị, rất là đặc biệt để nói đến một cái bị nhập diệt thọ tưởng định. Và như vậy thì ni sư, thế nào là xuất khởi diệt thọ tưởng định? Bây giờ thì hỏi rằng xuất khởi diệt thọ tưởng định thì cũng như hôm trước chúng tôi nói vậy á, mà mới đầu thì khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi tới tâm hành. Thì khi mà sanh lên á, thì chúng ta cũng biết rằng á, cái tâm nó phải sanh trước, cái tâm tam quả đó, hay là cái tâm tứ quả đó, nó sẽ sanh lên để mình gọi là cái tâm tứ quả hay là tâm tam quả. Thì chúng ta thấy như là ni sư trả lời hướng về xuôi về đó, như là không có bám chấp cái gì hết. Tại vì cái tâm tứ quả, tam quả thì quý vị biết rằng cái tâm này là một cái tâm mà lấy niết bàn làm đối tượng. Mà nếu vị này nhập thiền diệt đó, thì cái tâm tam quả, tứ quả đó cũng lấy niết bàn làm đối tượng. Nên khi mà cái ý hành xuất trước đó, đó là cái tâm tam quả hay là cái tâm tứ quả xuất khởi đó, thì bị đó xuất khởi diệt thọ tưởng định bằng cái tâm hành, cái tâm hành vị này xuất trước. Hay là nói về cái sự tu tập cũng vậy, cái sự tu tập á, cái trạng thái tu tập cũng vậy. Khi mà vị tỳ kheo đó mà tuần tự theo pháp, mà nó tuần tự theo pháp của vị nhập thiền diệt thọ tưởng định, mà nó sanh như vậy thôi, chứ không phải là nghĩ rằng tôi hay là cái gì hết, mà các cái pháp đó là cái tâm tam quả, rồi hướng đến những cái thiền sắc, thiền vô sắc, rồi hướng đến diệt thọ tưởng định là một thời gian suốt 7 ngày mà vị đó không có tâm, 7 ngày không có tâm. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái vị này đã tu tập từ trước như vậy rồi, dù là nhập cũng vậy, dù là xuất cũng vậy. Nhập cái xuất gì đó cũng từng tự theo cái pháp mà nó diễn tiến ra thôi. Thì vị ni sư
Tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định đó, thì những pháp nào khởi lên trước, thân hành, khẩu hành hay là tâm hành? Này giáo Nguyên Kha, cái xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm hành khởi lên trước nhất, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu hành. À, thì như vậy nên quý vị thấy khi mà một cái người mà nhập vô đó, thì khẩu hành diệt trước, đến thân hành, rồi đến tâm hành. Thì khi mà xuất ra đó, thì cái tâm hành đó, nó khởi lên trước, rồi đến cái thân hành là hơi thở, à, rồi đến mới đến khẩu hành là thầm tứ. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng ni sư tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định bị ấy cảm những cái cảm xúc nào, thì này hiền giáo Nguyên Kha tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định bị ấy cảm loại ba loại xúc, không xúc, vô tướng xúc và vô nguyện xúc. Thì như chúng tôi đã nói quý vị đó, cái tâm tam quả nó hướng ra đó lại đó, nhập thì vô lại, mà ra đó thì cái tâm đó nó sanh lên là cũng là cái tâm sanh lên trước. À, nên khi mà nó không xúc hay là vô tướng xúc và vô nguyện xúc, có nghĩa là vị này tuần tự theo cái pháp của diệt thọ tưởng định mà sanh khởi thôi. Như vậy thưa ni sư, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về cái gì, hướng về cái gì? Thì quý vị thấy rằng thiên về á, diệt thọ tưởng định đã có cái tâm thương về thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. Bởi vì cái vị, những cái vị mà thường thì chúng ta biết rằng đối với những cái vị mà có khả năng để nhập á, thiền diệt thọ tưởng định, thì những vị này thường hay nhập. Mà chúng ta cũng thấy như là ngài Xuất Phu Tý, ngài Tu Bồ Đề đó, thì ngài là một cái vị mà thường nhập, mà thường nhập, và khi mà nhập rồi mới xuất ra rồi bậc thực. Nên á, ngài Xuất Phu Tý ngài trở thành một cái người cư sĩ, một cái vị tu sĩ mà làm cho cái vật thực mà người ta cúng dường đó, nó được thù thắng nhất, nó có thể sanh ra cái hiện báo nghiệp cho cái người cúng dường cái loại vật thực này. Thì cũng như vậy, cái vị mà thiên về độc cư đó, có nghĩa là một cái sự an tịnh, rồi hướng về độc cư là cũng một sự an tịnh, và khuynh hướng của vị đó là độc cư. Như vậy thì cái đó là cái điểm mà ni sư Tham Minh Na trả lời cho cái thiện nam Visakha. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái vị thánh A-na-hàm hoặc là một vị thánh A-la-hán á, từ cái thiền sơ thiền tới nhị thiền, rồi tới tam thiền, rồi tới tứ thiền sắc, hay là theo tạng A Tỳ Đàm ngũ thiền sắc còn xả và định, thì vị đó mới hướng về không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi vi tưởng xứ, rồi vị đó mới hướng đến cái diệt thọ tưởng định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng toàn bộ cái danh quẩn và cái sắc quẩn lúc bây giờ nó hoàn toàn nó không có ở trong cái danh quẩn bị đó, còn không có, mà cái sắc quẩn nó cũng diệt của gì ở trong mà trong học vi diệu pháp có trình bày các ngài có đó, là cái sắc pháp đó, bởi chúng ta thấy rằng cái vật thực trong cơ thể chúng ta đó nó còn cái loại vật thực bậc thực mà chúng ta nói rằng giống như là mỡ hay là những cái chất bổ dưỡng trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà khi mà một cái người mà nhập thiền diệt đó, thì cái bọn sắc đó, là nó sẽ diệt từ từ cho đến khi mà nó còn lại một cái bọn vừa đủ thôi, rồi bắt đầu bây giờ phải có cái vật thực. Nên chúng sanh nó duy tồn với vật thực, thì cái vật thực ăn vô đó là các cái dưỡng tố ô chá đó, nó nuôi dưỡng những cái bọn sắc, nó làm cho những bọn sắc đó. Nên thường thường quý vị thấy một cái vị mà nhập thiền diệt đó, mà vị đó xả thiền diệt đó, là vị đó phải cần vật thực. Nên mà khi xả thiền diệt rồi đó, vị đó phải quán xét coi ai là người cúng dường và có cái tâm cúng dường vật thực. Nên cái vị thánh đó đó, hay là cái vị các vị Phật đặc giác nhập thiền diệt đó, thì các ngài sẽ bay đến nhà của người đó. Và khi cái người thiện nam tín nữ nào đó hay là chư thiên nào đó mà có, họ thường để ý họ để họ tạo phước đó, chúng ta thấy như là ngày Kassapa, ngày nhập thiền diệt rồi ngày xuất thiền đó, thì thiên chủ Đức Thích và thiên hậu Sujata đó cũng canh rồi biến hóa ra thành một cái người nghèo khổ, cố tình để đặt bát cúng dường cho ngày Kassapa. Mà ở trong bài kinh Pháp Cú cũng có nói đến một cái việc mà cúng dường rất là đặc biệt, cái phước báo rất là thù thắng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nói về cái một cái vị mà cái tướng vô thường hay là cái tướng rỗng không hay là cái tướng vô ngã đó, cái vị đó là một cái vị mà
đã hoàn toàn cái tâm á, là nó không có rồi, là quý vị biết cái danh quẩn không có, và cái sắc quẩn nó diệt từ 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 đến cái ngày mà thứ bảy đó, vị đó đó, nếu mà vị đó đó mà không có nhận được bậc thực trong bữa hôm đó đó thì vị đó sẽ bỏ cái tân ngũ quẩn này. Nên nó thường thường vị đó nhập diệt thọ tưởng định đó thì cái sắc nó cũng diệt từ 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 cho đến khi mà còn một cái bọn cuối cùng đó, cái nghĩa là nó có một cái phần còn lại để duy trì cái sắc này đó, thì là cái vị này phải xả thiền diệt và vị này đi đi khất thực để có cái dưỡng tố để nuôi dưỡng cái sắc thân này. Như vậy đó, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu vấn đề này. Như vậy một cái người chứng nhập mà diệt thọ tưởng định đó, vị đó không nghĩ rằng tôi đang chứng hay là tôi đã chứng hay là tôi đã nhập hay là tôi đang nhập hay là tôi sẽ xuất hay là tôi đang xuất, vị đó không có nghĩ như vậy. Tại vì sao vậy? Vì thường thường quý vị biết rằng một cái vị đó nó có khả năng từng tự những cái pháp như là những cái pháp thiền sắc giới đó sanh khởi từ sơ dị tam tứ ngũ thiền sắc giới đến thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vô phi phi tưởng xứ cho đến cái hướng đến cái tưởng định, có nghĩa là diệt bỏ hết cái phần danh quẩn nó không có, vì tâm hành là cũng không có, rồi khẩu hành cũng không có, mà thân hành là hơi thở cũng không có. Như vậy đó là một cái điểm rất là đặc biệt ở trong cái lời dạy của Đức Phật đối với một cái thiền diệt thọ tưởng định đặc biệt như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, rồi cái cảm thọ, qua nhìn cái cảm thọ đó, thì chúng ta thấy rằng ông Thiện Nam Visakha hỏi Tỳ Khưu Đi Thăm Má Đinh Na đó, thì chúng ta thấy rằng cái đối với lạc thọ, cái gì là lạc, đối với khổ thì cái gì là khổ, thì hay là đối với bất khổ thọ đó thì cái gì là bất khổ bất lạc thọ. Thì câu hỏi này nó thật sự đây là một câu hỏi mà để cho chúng ta hiểu được cái sự sanh và diệt của nó. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng một cái khổ thọ đó, một cái khổ thọ đó, thì bây giờ ví dụ chúng ta thấy rằng bây giờ chúng nói lạc thọ đi, cái thân của mình dễ chịu và cái tâm của mình lúc bây giờ dễ chịu, thường thì cái thân thức thọ lạc đó quý vị, cái thân thức thọ lạc. Như vậy thì khi mà nó thọ lạc, nó có cái thọ lạc đó, thì cái lúc bây giờ nó cái ngay cái sát na đó thì chúng ta gọi là lạc thọ. Nhưng mà khi nó biến hoại đó thì nó trở thành khổ thọ, vì cái lạc thọ nó không còn. Cũng giống như mặt trời nó rọi á thì chúng ta gọi là trời nắng, nhưng mà khi không có mặt trời đó thì chúng ta gọi là trời mát. Thì cái lạc thọ nó có, nó cũng có cái sự tồn tại của cái lạc thọ, nhưng mà khi mà nó không có thì nó trở thành cái khổ thọ. Giống như ánh sáng nó không có, ánh mặt trời nó không có thì cái bóng tối nó bao phủ trở lại. Hay là chúng ta hiểu như cái ngọn đèn á, nó có thì ánh sáng nó có, nhưng mà khi cái ngọn đèn tắt rồi á, thì cái bóng tối nó bao trùm trở lại. Thì lạc thọ nó biến hoại là như vậy đó quý vị. Bởi vì biến hoại, cái tính chất biến hoại là nó gọi là vô thường, thay đổi đó. Nó thay đổi từ cái lạc thọ nó biến thành cái khổ thọ. Và cái từ cái khổ thọ cũng vậy. Cái khổ thọ là lúc nào mà chúng ta đau đớn khó chịu, nhưng mà khi chúng ta không có đau đớn khó chịu, đó là lạc thọ. Điều này thì chúng tôi xin nói thêm quý vị biết rằng đối với chư tăng mà thường dạy cái người tu thiền quán đó, lúc mà chúng ta không nhức đầu, không chóng mặt, không bị ói, không buồn nôn đó, thì lúc bây giờ chúng ta có lạc thọ, nhưng mà chúng ta không có biết tận dụng. Nhưng mà khi có khổ thọ đó, ví dụ đau nhức mình mẩy, đau nhức tay chân, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, ói mửa, đau ruột, đau gan, đau tất cả trong cơ thể chúng ta, thì chúng ta lại than thở rất là nhiều, chúng ta sầu bi rất là nhiều. Nên cái khổ thọ hay là cái u thọ nó có cái sân tùy miên đó, có nghĩa là cái trạng thái của mình bực dọc, và cái trạng thái bức bối, bức rứt, tức tối, khó chịu. Thành ra quý vị, khi một cái người nào họ ăn uống, họ nuốt cái gì mà họ bị mình gọi nứt cục á, họ rất khó chịu, hay là họ nuốt cục cơm mà cục cơm không có chảy xuống thì họ rất là khổ. Nhưng mà khi cục cơm nó chạy xuống rồi thì cái khổ nó hết rồi, nó vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái lạc thọ cũng vậy. Cái lạc thọ khi mà nó tồn tại, nó có cái dễ chịu là gọi là lạc, nhưng mà khi nó biến hoại nó trở thành cái khổ. Rồi cái bất khổ là lạc thọ đó, nó có cái hiện tại, nó có cái trạng thái. Ví dụ mình thấy cái trạng thái, cái tâm mình nó không có vui, không có khổ đó, thì lúc bây giờ là xả thọ. Nhưng mà khi mình vui á thì cái xả thọ nó không có, nhưng mà khi mình buồn á thì cái xả thọ nó cũng không có.
nó thuộc về cái ưu thọ hay là cái khổ thọ hay là cái hỷ thọ hay cái lạc thọ, đối với ba loại đó thì chia ra như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng á, cũng như thường thường quý vị thấy có chuyện như thế này nè quý vị. Quý vị nào mà học hiểu Phật pháp hay, ví dụ mà ai họ buồn đời, họ muốn tự giận á, họ nhất định họ nhất định bây giờ họ muốn chết, họ túng quẫn, họ suy nghĩ không ra đó, họ muốn chết. Chúng ta mà nếu khéo léo á, chúng ta chỉ cần nói bây giờ bà bị vậy phải không, ông bị vậy phải không, được rồi, ráng chịu đựng đi, ngày mai á tôi sẽ giải quyết hết tất cả chuyện này cho. Khi mà chúng ta nói như vậy đó thì người đó đó họ không nghĩ tự giận nữa, xong rồi qua rồi đó, qua ngày hôm sau đó thì cái người đó hết cái khổ thọ đó rồi, thì lúc bây giờ hỏi bây giờ muốn tự giận nữa không, họ không muốn tự giận nữa. Gì họ muốn tự giận lúc bây giờ cái khổ nó bức bách quá đi. Nhưng mà thường thường chúng ta biết rằng chúng ta thường thường nghe một cái tin gì đó chúng ta không chịu nổi. Thì quý vị thấy trong kinh kinh cũng có trình bày những cái câu chuyện mà bổn sanh về Bồ Tát Bối Sanh Tát Rá đó, khi mà bố thí Khanh Hai với Kha Ly đó, thì cái nàng Ma Đi đó hỏi hỏi Bồ Tát nghĩa là hai đứa con đâu. Nếu mà Đức Bồ Tát ngày nói ngày cho liền đó thì nàng Ma Đi á sẽ bị bể tim mà chết, không chịu nổi. Nhưng mà bây giờ nói đi, bây giờ nàng hãy ôm con của nàng đó, quên, nàng hãy đi tìm con của nàng đi. Thì nàng Ma Đi đó đi tìm ở trong rừng, đi lặn lội tới nửa đêm cũng không tìm được Khanh Hai Kha Ly, về buồn khổ quá. Cái Đức Bồ Tát ngày mới nói rằng ngày mới nói hai đứa con là cho rồi. Thì lúc bây giờ đó thì nàng Ma Đi mới trách rằng tại sao mà ngài không nói lúc mà ngài cho, ngài nói đi. Thì Đức Bồ Tát nói rằng nếu mà nói liền đó, nàng chịu không nổi, nàng chịu không nổi, nàng sẽ bị bể tim mà chết. Thì quý vị thấy cũng như nhiều cái câu chuyện mà như là Kích Sát Vô Tâm Mi có một đứa con mà chết vậy đó, nàng không chấp nhận, không chấp nhận con của mình chết, vì đứa con là cái niềm hy vọng, là một cái điểm tựa cho cuộc đời bàn son của cô. Bây giờ đứa con nó thình lình nó chết, cô không có chịu nổi, cô ôm con cô chạy tới chạy lui. Nhưng mà cô vào cô gặp Đức Phật á, cô gặp Đức Phật á, thì Đức Phật ngày cũng khéo để làm cái khổ thọ đó biến mất. Nên lúc bây giờ Đức Phật này mới nói với nàng Kích Sát Gotami đó, đi tìm cái hạt cải ở trong nhà là không có người chết đó, thì Như Lai sẽ làm thuốc cứu con của cô, của con. Nhưng mà nàng ôm con chạy chạy từ sáng tới chiều không tìm được nhà nào cũng có hột cải hết, nhà nào cũng nghe nó cũng người chết hết. Cuối cùng nàng đã tỉnh ngộ rồi. Tỉnh ngộ là gì? Cái khổ thọ nó không làm cho mình điên khùng nữa quý vị. Nên khi mà chúng ta có một cái chuyện gì mà ưu bi á, chúng ta giống như là cái người khùng điên vậy đó. Nên thường thường trong kinh mô tả là cái người chết con, chết chồng, chết vợ, chết cháu, chết chắc á, họ bứt tóc rồi họ xé áo xé quần, họ đi lang thang ngoài đường như vậy. Thì quý vị nghe cái diễn tả đó là cái diễn tả mà đang khổ thọ hay ưu thọ đang chế ngự người đó. Người đó mất tự chủ, có nghĩa là trở thành điên khùng, trở thành lõa lồ thân thể, trở thành cái người nói lảm nhảm, nó không giống cái người đó nữa quý vị. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta cũng mà phải học á, để chúng ta biết được những cái lời dạy của Đức Phật đó, để chúng ta thấy được trong cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật này có lúc này rất là khéo léo, chứ không phải như chúng ta đâu. Gặp người ta mà như vậy á, thì mình nói người ta không có giải quyết được. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì ngài nói á, đi tìm cái hạt cải đi, thì ở nhà nông mà nhà nào không có hạt cải. Nhưng mà ngài nói thêm một câu nữa là phải xin cái hạt cải mà để làm thuốc cứu con của nàng á, là trong gia đình mà không có người chết mới được. Thì nàng đã đi tìm và nàng đã đi tìm mòn mỏi như vậy đó, thì cái ưu thọ đó nó bây giờ nó cũng mất rồi quý vị. Bởi cái ưu thọ hay là cái khổ thọ nó có thể làm cho mình quyên sinh tự giận. Nên quý vị thấy có nhiều người họ thất vọng một cái chuyện gì đó cực kỳ đó, họ không nghĩ giải quyết được nên họ phải tự giận họ chết. Nhưng mà tại vì cái ưu thọ hay khổ thọ đang chế ngự họ. Bây giờ mình chỉ cần nói rằng ngày mai tôi sẽ giải quyết hết vấn đề đó cho bà, bà cứ về bà ăn ngủ đi, yên tâm đi. Thì ngày mai á, thì tới hỏi giờ muốn chết nữa không, bà không muốn chết nữa. Dù là cũng y như cái chuyện qua, không có giải quyết được chuyện gì hết, nhưng mà cái cảm thọ lúc bây giờ là cái thọ u nó không có ngự trị, nó không có chế ngự gì đó nữa, thì nó cũng giống như vậy quý vị. Như vậy á, thì cái khổ thọ đó nó có cái sân tùy biên, mà cái lạc thọ hay cái hỷ thọ nó có cái tham tùy miên. Cái tham tùy miên ở trong đó, nên quý vị thấy cái sân tùy miên là cái sự muốn hủy diệt. Nên những cái người mà họ mà thất vọng hay họ bị túng quẫn một cái chuyện gì, họ bị đau đớn cùng cực đó, là họ muốn chết.
Cũng như bữa hôm nay chúng tôi nghe cái câu chuyện mà ở trên đài nó nói rằng có cái cô bé đó học để muốn thi vào vào trường y, nhưng mà học á, thi á, còn thiếu chút xíu nữa để đậu. Cô ta buồn quá, cô ta về, cô ta treo cổ ở trong cái phòng phòng ký túc xá của sinh viên, cô treo, cô chết trong đó. Thì quý vị biết rằng á, tại sao mà cô ta treo chết như vậy? Nếu mà lúc bây giờ đó cô ta đi tới thấy người ta báo là mình không có đủ điểm để thi cái trường đại học y, thì cô ta đã thất vọng đến cùng cực, nghĩ rằng đứa em của mình á, mẹ của mình thì chết rồi, cha của mình á, và em của mình lo cho mình đi học như vậy, bây giờ lại thi không đổ nên muốn treo cổ chết như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết vậy, chúng ta nói được rồi, ngày mai tôi sẽ tới cô đậu liền, thì lúc bây giờ á, một cái đêm hôm đó đó sẽ làm cho cái tâm tư cô đó nó giảm bớt lại, hoặc là ba bữa sau á, thì cái tâm tư nó sẽ giảm bớt lại, nó không còn cái ưu thọ đang ngự trị như vậy. Nếu mình khéo nó hiểu biết đó thì nó là như vậy quý vị. Như vậy á, thì ở trong cái khổ thọ hay là cái gì tồn mà cái khổ thọ đó thì cái sân tùy biên nó tồn tại. Nhưng mà trong cái lạc thọ thì cái thọ lạc thọ hỷ thọ đó thì có tham tùy biên tồn tại. Thường thường chúng ta nói về cái tâm đó là cái tâm sân thọ ưu thì nó có nó cái tâm sân á thì có cái sân tùy biên, còn cái tham á thì cái hỷ lạc nó có tham tùy biên. Bất khổ bất lạc thọ đó có vô minh tùy biên, có nghĩa là vô minh nó chi phối đời chúng ta, nên lúc mà khổ chúng ta than, lúc mà vui chúng ta cười, nhưng mà lúc bình thường chúng ta thấy trống trải. Cái trống trải lúc bình thường đó, đó là vô minh tùy biên, vì mình nghĩ rằng mình rảnh để làm cái gì. Có nhiều khi mà chúng ta thấy có nhiều người họ rảnh không biết làm cái gì hết á, họ không biết làm cái gì, thì lúc bây giờ vô minh chi phối họ. Nhưng mà họ suy nghĩ hồi xưa đó, mình còn trẻ mình muốn làm để có tiền có bạc, bây giờ mình nghe Phật pháp hay học pháp mình muốn học, bây giờ không có thời gian, bây giờ mình làm ăn có tiền về già rồi, bây giờ mình đi học hành là được á, mình đi tu thiền được. Nhưng mà người này lại không có tận dụng như vậy, và người này để cái vô minh tùy biên đó nó làm cho người đó lăn lóc cái đời sống mà không có cái mục đích hướng thượng nào hết, nên bị vô minh chi phối là như vậy đó quý vị. Như vậy á, thì giữa cái câu hỏi của Thánh Ni Thammadina trả lời cho ông Thiện Nam Visakha đó, thì trong lạc thọ đó mà phải từ bỏ cái gì? Từ bỏ tham tùy biên. Trong cái khổ thọ thì phải từ bỏ cái sân tùy biên. Trong bất khổ bất lạc thọ phải từ bỏ cái vô minh tùy biên. Nên thường thường chúng ta thấy rằng con người chúng ta đó, nếu mà mình suy nghĩ chín chắn chút xíu về già đó, mình cố gắng mình tận dụng thời gian mình tu, vì mình không còn công ăn việc làm, chỉ còn sống, mà làm sao mình tu tập được đó, thì con cái của mình cũng nó cúng dường cho mình ăn, nó cũng có phước. Còn bây giờ mình để vô minh đó, thì cũng đâu có cái thiện, đâu có lợi ích gì đâu. Vô minh là bất thiện, mà bất thiện nó nhiều, nó không có làm lợi ích gì hết. Nhưng mà nếu mình biết học hành, biết tu tập thiền đó, trong cái tuổi già đó, đó là mình tận dụng rất là cái thời gian còn lại, mà cái thời gian nó rất là trân quý quý vị. Nên thường thường vua chúa mà chúng ta nghe những câu chuyện của Bồ Tát á, trên đầu xuất hiện một cọc tóc bạc là ngày phải đi tu, vì cái thời gian cuối cuộc đời của mình tu đó, mình dễ sanh lợi cõi trời. Còn nếu mình còn nhỏ mình tu, nhưng mà về già mình không tu đó, thì cái nghiệp sau cùng của mình, mà thường thường những cái thói quen của mình làm đó, nó ảnh hưởng, nó sẽ dẫn mình vào khổ cảnh rất là dễ. Nhưng mà nếu mà mình về già mình tu tập được đó, thì những cái thói quen về giữ giới, tu thiền, nghe pháp đó, nó rất dễ sanh lên tâm thiện, để cho mình sanh về cõi trời rất là dễ. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đối với cái câu hỏi đó, thì có phải là tất cả lạc thọ phải từ bỏ tham tùy biên, hay là tất cả cái khổ thọ đều từ bỏ sân tùy biên, hay là đối với bất khổ bất lạc thọ đều từ bỏ vô minh tùy biên? Điều này nói cho chúng ta biết rằng thường thường cái tâm của chúng ta đó, nó có những cái tâm mà nó sanh lên những cái cảm thọ, nhưng mà trong đó chúng ta cũng thấy có những tâm thiền, nó cũng có cái thọ quẩn ở trong đó, vì ngũ quẩn nó không rời. Hay là chúng ta thấy những cái tâm những cái tâm đạo tâm quả nó cũng có cảm thọ. Nên ở đây
vị thánh ni Thammadina mới trả lời là khi mà chứng thiền thứ nhất ấy, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm tứ, do vậy tham được từ bỏ, không còn tham tùy biên tồn tại ở đây. Bởi vì tham tùy biên nó ở trong tám tâm tham và sở hữu tham thôi, chứ còn khi mà đối với những cái tâm thiền đó thì nó đã đè được cái tham dục cái với chi định rồi, đè được không tầm thủy biên cái với chi tầm, đè được cái hoài nghi cái với chi tứ, đè được cái sân độc cái với chi hỷ, đè cái trạng hối cái với chi lạc. Như vậy đó chúng ta thấy tạm thời lúc bây giờ đó, do cái thiền chứng mà vị đó đã đè được những cái tham thủy biên hay sân thủy biên. Như vậy đó, thì ở đây hiền giả Visakha bị tỳ kheo suy tư như sau: chắc chắn ta sẽ an trú trong xứ này. Cái vị thánh đang an trú, vị ấy phát nguyện hướng đến các cái cảnh giải thoát vô thường, do ước nguyện ấy khởi lên cái ưu tư. Thì chúng ta thấy rằng ở đây một cái việc mà mình buồn bực á, mà vì mình chưa chứng đắc đạo quả, nhưng mà cái buồn bực đó, đó nó vẫn tốt, sân được từ bỏ, không có sân tiền miên tồn tại ở đây. Nên thường thường quý vị thấy rằng như là cái câu hỏi mà Thiên Chủ Đế Thích hỏi Đức Phật ấy, thọ nào sanh thiện nên thần gần ấy. Dù là thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu hay thọ xả, nhưng mà nó sanh thiện thì nên gần. Nhưng mà thọ nào mà bất thiện gia tăng nên trừ. Hễ thọ ưu, thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả nào đó mà nó liên hệ đến đến những cái bất thiện đó thì chúng ta nên trừ bỏ nó. Rồi chúng ta mới hiểu ở đây giống như Đức Phật trả lời cho Thiên Chủ Đế Thích vậy. Thì ở đây hiền giả Visakha bị tỳ kheo xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, do vậy vô minh được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên ở đây. Như vậy thì chứng một cái thiền thứ tư đó thì còn xả niệm thanh tịnh với gì, cái tứ thiền hay là ngũ thiền sắc đối với tạng vi diệu pháp, hay là đối với tạng kinh thì bốn thiền vô sắc đó, nó cũng còn xả niệm thanh tịnh thôi. Như vậy thì vô minh tiền biên được từ bỏ này, thì chúng ta hiểu, chúng ta nói gì, chúng ta có duyên mà học nhiều pháp, đó là điều kiện rất là đặc biệt cho chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn vào cái bản niêu, chúng ta thấy có những loại tâm, và những cái loại tâm mà sắc, thiền sắc hay thiền vô sắc, hay là những cái tâm nào mà nó không có bị tham hay sân tiền biên, đó là cái trạng thái mà muốn nói đến những cái thiền chứng nó đè được những cái này trong một cái giai đoạn đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tham sân si đối với các cảm thọ được diệt trừ bởi hành giả tu thiền ở đây được mô tả khác với cái cách nói thông thường trên cái pháp chỉ quán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái trạng thái mà định đó thì tham dục cái đó được đè xuống như vậy. Như vậy thì sân được hướng đến cái sự giải thoát hoàn toàn, như là một người một người được thí dụ như một người làm công mà không bị ra lầy nặng nề, nhưng mà có bị nhưng mà cũng vẫn sự giữ được sự điềm đạm với cái thản nhiên, với cái ý chí kiên nhẫn cho bị đó là như vậy. Cái chữ ta đa giá ta ná là cái nói đến cái tứ thiền ở cái xã niệm thanh tịnh đó, là cái xứ mà cái chỗ mà an trú và cái điểm mà cái tâm nó an trú vào, như là an trú thiền tự tại, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền vậy đó, an trụ như vậy. Như vậy đó thì nói đến cái xã niệm tịnh đó là nói đến những cái giải thoát của một cái vị tứ quả đoạn tận tất cả những cái lậu hoặc và đạt được từ tứ thiền. Chúng ta thấy như là tâm quả, tâm đạo, tứ đạo, ngũ thiền, hoặc là ngũ thiền đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong các cái pháp quy đó thì nó có đối đãi. Chỉ có tâm siêu thế là hướng đến Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn, an tịnh vào Niết Bàn, hay là an tịnh vào những cái không. Ở đây hiểu, chúng ta hiểu không có những cái tướng của các pháp hữu vi, vì chúng ta thấy các pháp hữu vi dù là danh hay sắc gì đó cũng có sự biến hoại, ý nghĩa là như vậy. Như vậy thì trong cái bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng giữa một cái vị mà hỏi về Niết Bàn, Niết Bàn
để đến được Niết Bàn hay là để đạt được cứu cánh Niết Bàn hiền giả. Nếu mà hiền giả hỏi cái điểm mà cái việc mà tu tập á, tu tập mà đến cái gì làm tương đương đó, tương đương có nghĩa là cái sự so sánh đó, thì ở đây á, thì chúng ta thấy rằng cái hễ mà cái lạc thọ, lạc thọ thì có cái khổ thọ, khổ lạc là hai cái pháp đối đãi đó, nó là làm tương đương. Và khổ thọ mà lạc thọ lấy khổ thọ lấy lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm tương đương? Lấy vô minh làm tương đương. Như vậy á, thì vô minh lấy gì làm tương đương? Lấy minh á, minh ở đây chúng ta hiểu rằng những cái gì mà cái sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ để hợp trong những cái tâm siêu thế, hoặc là cái trí tuệ để hợp trong những tâm thiền, nó cũng có một cái khả năng để làm cho nó sáng tỏ với cái năng lực thiền định. Thưa đi sư, minh lấy gì làm tương đương? Minh lấy giải thoát làm tương đương. Minh là sáng suốt thì có nghĩa là lấy giải thoát làm tương đương. Rồi giải thoát lấy cái gì làm tương đương? Lấy Niết Bàn làm tương đương. Và khi mà hỏi đến Niết Bàn lấy gì làm tương đương, thì nó đã quá xa rồi. Đi câu hỏi đi quá xa. Vì thường thường cái mục đích mà của một vị tu tập đó, để được phiền não Niết Bàn, hoặc là ngũ uẩn Niết Bàn, hoặc là xá lợi Niết Bàn, mình nói chung là đạt được Niết Bàn dưới cái sự diệt trừ phiền não, đó là một cái vị thánh A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác, A-la-hán tinh văn giác, là cái việc mà một cái vị thánh vô lậu, không còn phải làm công việc gì hết. Các nghĩa là các ngài đã làm thành, hoàn thành cái phận sự của sa môn quả rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa Tham Má Thánh Ni Tham Má Đinh Na là một cái bậc đại tuệ, và chúng ta hiểu rằng bà là một cái vị đệ nhất về thuyết pháp bên Tỳ Khu Ni. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một cái quả vị mà bà cũng đã phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được Đức Phật thọ ký, cho đến khi cái kiếp cuối cùng này là Tỳ Khu Tham Má Đinh Na. Nhưng mà rất là dễ, chúng ta thấy rằng ông Thiện Nam Vinsa để hết lại cái tài sản mà nghe nói để lại, bà suy nghĩ rằng một nước miếng người ta ở trong miệng người ta phun ra là mình đi liếm lại, mình đâu phải là người trí. Chúng ta thấy rằng bà có một cái sự suy nghĩ, một cái của cải tài sản kích xù như vậy, nhưng mà cũng không làm bà ưa thích, mà bà chỉ biết rằng mình có vợ có chồng, với chồng của mình bây giờ chồng của mình đã giải thoát rồi, thì mình cũng tìm con đường để giải thoát giác ngộ, và xin với ông Thiện Nam Vinsakha cho bà đi xuất gia. Và với thời gian một mùa hạ thôi, bà đã trở thành vị thánh ni A-la-hán Tham Má Đinh Na, để nhất về cái khả năng thuyết giảng về chánh pháp. Như vậy thì đã được Đức Phật ngày xác chứng. Như vậy thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt, rất là thù diệu ở trong một cái vị thánh ni là Tỳ Khu Ni Tham Má Đinh Na. Rồi kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì con nghĩ rằng con trình bày như vậy, nếu cái gì còn chưa có hiểu, chưa có xong đó, thì đó là cái tiền xíu thoát sẽ là những cái câu thảo luận của quý ngài. Phần phước nào phát sanh được kính dân lên Đức Tăng chia đến tất cả chư phiên và tất cả Phật tử. Bây giờ thì con kính đảnh lễ quý thượng tọa, và con thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại để điều hợp phần thảo luận. Sa thủ cái trường tọa pháp đăng, cái bạch trường tọa trời siêu, không biết trường tọa có ở trước máy không? Nếu trường tọa trời siêu đang ở trước máy, xin trường tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin hỏi trường tọa trời siêu, trường tọa có nghe được không? Dường như thượng tọa Tế Siêu không có nghe được. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Tân có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Đại Đức Tính
đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, thì cảm thọ như là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ phi lạc thọ đó, là nó không quan trọng. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tính có thể cho biết rằng tại sao đối với các thiền chứng và đối với sự tu tập thì cảm thọ mang một ý nghĩa lớn, thậm chí tới thiền vượt lên trên khỏi phi tưởng thì nó là diệt thọ tưởng định, trong đó thọ cũng đề cập đến. Thì theo Đại Đức Pháp Tính, tại sao cảm thọ đối với hành giả nó lại có một cái vị trí, một ý nghĩa quan trọng như vậy? Cái thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhật Bản, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nhân, và con kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu. Qua câu thảo luận số 1 Thượng Tọa vừa nêu lên, thì đối với cái cảm thọ đó, nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Quý vị, nếu mà chúng ta nhớ lại ở trong thập nhị nhân duyên, thọ duyên cho ái, thường thường chúng ta thấy rằng đối với cái cảm thọ đó, khi mà nó sanh lên thì nó sẽ duyên cho ái, là nói một cách trực tiếp, hoặc là những cái cảm thọ, dù cho bất cứ một cái cảm thọ nào cũng vậy, quý vị thấy rằng nó đều được duyên cho ái. Nhưng mà có khi có những người, người ta nói rằng thí dụ như là những cái cảm thọ khổ đó, nó đâu có duyên cho ái. Thật sự ra đó thì mình không muốn, mình không muốn cái cảm thọ khổ, thì lúc đó đó tâm của mình nó sân, nó khó chịu, thành ra nó cũng là một cái bề mặt của tham, hoặc là cái bề, một cái bề trái của tham ái đó. Thành ra đó, tại sao mà cái đối với cái cảm thọ đó nó có ý nghĩa quan trọng như vậy? Thì một cái vị hành giả khi mà tu tập đã cảm nhận được những cái tầng thiền chứng của mình, thì cái vị đó đó mới lúc mà cảm nhận được cái sự an lạc đó, thì cái vị đó sẽ không còn dính mắc với những cái cảm thọ nữa. Trong cái lúc mà chứng thiền, hoặc là trong cái lúc mà đang nhập thiền. Còn nếu mà khi mà xả thiền rồi, không có thiền nó, thì quý vị thấy rằng là thường thường là những cái cảm thọ ở ngoài đời, có nghĩa là ở trong những cái lúc bình nhật đó, thì nó sẽ rất là quan trọng. Nó sẽ làm duyên cho những cái ái, hoặc là những cái sự chấp thủ, hoặc là những cái sự mà khó chịu, vân vân, nó rất là nhiều. Thành ra chính vì cái điều này đó mà đối với một cái vị hành giả tu tập đó, là cái cảm thọ rất là, nó rất là quan trọng. Nếu mà mình nói cái đời sống thường thôi đó, quý vị thấy không, có những người, người ta cảm thọ khổ quá, người ta cũng sanh lên cái sự mà mất đi cái đạo đức, có nghĩa là mình thấy có những người, người ta bị áp bức, người ta bị áp bức quá, người ta cũng sẽ trở thành cái người mà mất đi cái đạo đức, hoặc là cái nhân tánh của mình. Hoặc là có những người, nếu mà người ta được hưởng thụ những cái lạc thọ nhiều, thì lúc đó người ta cũng trở nên mất đi cái đạo đức, hoặc là cái lối sống của họ đó. Thì thành ra chính vì những cái điều này đó mà quý vị biết rằng là đối với cái cảm thọ đó nó rất là quan trọng cho cái đời sống của một cái vị hành giả tu tập. Thành ra khi mà chúng ta mà được cái sự an lạc, được cái sự an lạc ở trong những cái tầng thiền rồi, thì lúc đó đó những cái cảm thọ nó sẽ không có còn cái ý nghĩa nữa. Nó không có còn ý nghĩa. Không còn ý nghĩa ở đây có nghĩa là như thế nào?
Có nghĩa là chúng ta biết rằng là do những cái cảm thọ này nè, mà nó làm cho chúng ta bị khổ, nó làm cho cái chúng sanh nó bị khổ. Thành ra khi mà cái vị mà nhập vào những cái tầng thiền đó, tầng thiền càng cao á, thì cái cảm thọ đó nó sẽ vi tế hơn, nó sẽ không có còn mà nó không có còn là cái tầm quan trọng ở trong cái đời sống của một cái vị hành giả. Tại vì lúc đó đó không phải là cái sự mà nhập thiền mà được những cái cảm thọ mà họ giống như là những cái sự tham đắm ở trong một cái cảm giác nào mà bình thường ở trong cái đời sống bình nhật của một chúng sanh. Mà lúc đó đó là do những cái phiền não, ví dụ như là sân phiền cái, hoặc là tham dục cái, hoặc là hoài nghi cái, vân vân, những cái phiền não đó nó vắng mặt rồi đó, thì nó được cái sự an lạc. Ở đây thì nó giống như là khi mà mình bị ngứa, hay là mình bị những cái mục nghẽ, thì lúc đó đó cái sự ngứa đó, hoặc là cái sự hết những cái mục nghẽ đó rồi đó, thì tự nhiên ở trong cái cơ thể của mình cảm thấy là nó được cái sự an vui, thành ra chứ không phải là lúc đó là mình đang hưởng một cái cảm giác sung sướng nào. Thì cũng vậy, đối với một cái vị mà nhập những cái tầng thiền cao á, thì coi như là do nó vắng lặng những cái truyền cái, nó vắng lặng những cái phiền não, thì cái vị đó sẽ có được cái sự mà an lạc ở trong những cái tầng thiền đó. Thành ra đó, ở đây đó mới nói rằng là đối với cái vị hành giả đó tu tập đó, về những cái cảm thọ đó có cái ý nghĩa rất là quan trọng. Vì cái những cái cảm thọ này á, khi mà cái vị hành giả phải vượt qua được những cái cảm thọ lạc hoặc là thọ u hoặc là thọ hỷ vân vân, thì lúc bấy giờ á, mới đến cái sự mà không có bị vướng mắc vào những cái cảm thọ đó. Thành ra đến cái tầng mà ngũ thiền á, là lúc đó chỉ còn có xả và định thôi, xả và định thôi. Thì những cái tầng thiền mà cao hơn nữa cũng vậy, xả và định, rồi những cái tầng thiền như là chúng ta đang bàn tới là diệt thọ tưởng định, thì do lúc này những cái cảm thọ, những cái sự vận hành của tâm thức nó không còn sanh lên một cách thâu thiểu. Thành ra đó, lúc đó cái vị hành giả được cái sự mà an lạc ở trong những cái tầng thiền. Thành ra nói về những cái điều này là đối với cái cảm thọ rất là quan trọng với một cái vị hành giả. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 1 của Trường Tọa đã nêu. Nếu mà chưa có ý nào rõ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ bổ túc giúp chúng con. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy Giả. Sa thú cái chuyện đại được pháp tính. Bạch Thiên Tọa Tuyệt Siêu không biết Thượng Tọa có ở trước máy mà Thượng Tọa có nghe được không? Dạ. Bạch Thiên Tọa Tuyệt Siêu, xin Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2 ở trong câu thảo luận này, cái bản dịch và sớ giải thì có một chút khác biệt. Khi mà Thiện Nam Visakha hỏi Thanh Nhi là sau khi chấp diệt khỏi tưởng định đó, thì cái tâm của vị tỳ kheo, tâm của vị thiên về cái đầu, thì Thanh Nhi trả lời rằng sau khi chấp diệt khỏi tưởng định thì tâm vị đã thiên về Viveka. Dạ, chữ Viveka ở đây là độc cư. Dạ, có những trường hợp chúng ta nhớ là Viveka độc cư, nhưng mà ở trong bản sớ giải thì giải thích rằng Viveka ở đây chỉ cho Niết Bàn. Thì sư đồ Hoan Hỷ giải thích thêm về điểm này kính thỉnh Thượng Tọa. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, cái từ quý vị cá mà dịch là độc cư thì nó chưa có chính xác lắm.
Bởi vì cái chữ quý vị cá có nghĩa là viễn ly. Trong sáu cái khuynh hướng của vị Bồ Tát là khuynh hướng về vô tham, vô sân, vô si, khuynh hướng xuất gia, khuynh hướng viễn ly, khuynh hướng xuất ly, nissarana. Thì chữ quý vị cá ở đây đó, chúng ta xài chữ viễn ly. Mà viễn ly ở đây nó có nhiều viễn ly về ngũ quẩn, viễn ly về niết bàn, viễn ly thân, viễn ly tâm. Do đó cho nên nếu ở đây sẽ giải chú thích chủ nguyên cá là chỉ cho niết bàn, đó là phải sự viễn ly ngũ quẩn, viễn ly phiền não. Và ở đây tại sao chúng ta phải xài cái tiếng viễn ly nó hay hơn là độc cư? Độc cư có nghĩa là sống một mình, còn chữ viễn ly ở đây tức là xa, lìa, lìa xa đó. Viễn ly tức là lìa xa. Mà vì sao sau khi xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, khuynh hướng về viễn ly? Lý do một cách đơn giản của quý vị, vị nào có học vi diệu pháp á, học cái lộ cái diễn trình tâm nhập thiền diệt á, Niro Thasamabhati, thì chúng ta biết rằng trước khi nhập thiền diệt thì vị ấy nhập thiền phi tưởng, phi tưởng. Sau khi sát na tâm thiền phi tưởng, phi tưởng khởi lên diệt, tâm ngừng không có sanh nữa, cho đến nhiều ngày hoặc 7 ngày, thì khi đó xuất khỏi thiền diệt thì liền cái tâm quả hay tứ quả siêu thế, tức là A-na-hàm quả, A-la-hán quả khởi lên trước, khởi lên đầu tiên. Đó là cái chích tất ni dạ mắt, tức là tâm quy luật, tâm quy luật tâm hay là tâm cố nhiên. Thì hễ là cái tâm tam quả hay tứ quả khởi lên đầu tiên khi mà xuất khởi thiền diệt, thì lúc đó tâm lấy cảnh niết bàn, lấy niết bàn làm cảnh, niết bàn làm cảnh, lấy niết bàn làm cảnh. Chúng ta cứ nhớ đi. Cho nên chúng tôi mới nói rằng những cái câu trả lời của Thánh Ni Thammadina rất đặc biệt, rất lý thú. Vì Thánh Ni đã là một bậc vô lậu giải thoát, lại là có tài pháp sư. Cho nên khi mà một câu hỏi đưa lên như vậy đó, thì Thánh Ni đã trả lời một cách ngắn gọn, xúc tích và chính xác. Ngay cả khi mà sau đó Ngọn Thiện Nam Quý Sa Khá đi đến bạch với Đức, đi đảnh lễ Đức Phật và bạch là thưa lại toàn bộ cái buổi vấn đạo với Tỳ Kheo Ni Thammadina, thì Đức Phật lại khen Ni Quý Sa Khá. Tỳ Kheo Ni Thammadina là bậc hiền trí, Niệm Vi Sa Khá. Tỳ Kheo Ni Thammadina là bậc đại tuệ, Niệm Vi Sa Khá. Nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như Tỳ Kheo Ni Thammadina đã trả lời. Ông đối với ý nghĩa này hãy như vậy mà thọ trì. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tam cư sĩ Vi Sa Khá tính họ thọ lời của Đức Thế Tôn dạy. Thì thưa quý vị, thì
Cho nên khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa này, chúng ta thấy cái chuyện rất là đơn giản. Và cái chuyện mà làm cho chúng ta hơi bị rối rắm đó là do dịch. Thì tự nhiên nếu như mà không có sơ giải chú thích quy về cái là Niết Bàn, thì bây giờ dịch là độc cư. Chúng ta hiểu tiếng độc cư có nghĩa là muốn sống một mình đó. Thì chúng ta không biết tại sao mà mấy vị vừa xả thiền diệt xong lại là muốn vô rừng sống một mình là sao. Cho nên cũng khó cho quý vị. Mà nói là tâm thiêu viễn ly mà hiểu vi pháp nữa, thì quý vị thấy rõ ràng là cái tâm đầu, tâm xuất khởi, xuất khởi thiền diệt, tức là xuất thiền diệt rồi đó, thì cái tâm đầu tiên mà khởi lên là cái tâm đó là hướng đến Niết Bàn, lấy Niết Bàn làm cảnh. Bởi về tâm tam quả hay tứ quả thì đó chỉ đơn giản thôi chứ gì, không có rắc rối gì, không có rắc rối cuộc đời gì đâu. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính chư thượng tọa Trời Siêu. Mà thượng tọa Trời Siêu, thượng tọa có thể giải thích trong câu mà thánh đi thánh đi Thamadina có dạy rằng trong lạc thọ thì tham tùy miên tồn tại, trong khổ thọ sân tùy miên tồn tại, trong tất cả bất lạc bất khổ thọ vô minh tùy miên tự tồn tại. Thì cái chữ anusya gọi là tùy miên đó, nó mang ý nghĩa gì, và tại sao ở trong lạc thọ khổ thọ và bất lạc bất khổ thọ lại có tham sân và vô minh tùy miên tồn tại? Kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây lạc thọ chúng ta chú ý là thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Lạc thọ ở đây xuất khẩu quê đình na, tức là gồm có hai, tức là thọ hỷ và thọ lạc, thân thích thọ lạc. Còn khổ thọ thì có hai, là thọ ưu và tâm sân thọ ưu và tâm thân thích thọ khổ. Còn xả thọ, còn bất khổ bất lạc thọ, tức là xả thọ. Thì trong lạc thọ đó, nếu mà lạc thọ của tâm tham thì đương nhiên là tham tùy miên tồn tại, tham tùy miên tồn tại. Còn nếu mà khổ thọ, tức là ưu á, thọ ưu, thì trong cái tâm sân, trong cái thọ ưu thì có sân tùy miên tồn tại. Chính xác, cái này là chính xác, không có gì mà chúng ta khó hiểu hết, không có gì khó hiểu. Nếu mà chúng ta học nhiều pháp rồi, chúng ta không gì khó hiểu đâu. Không biết là chúng tôi giải thích như thế này Phật tử chúng ta có hiểu được hay không. Còn trong bất khổ bất lạc thọ thì vô minh tùy miên tồn tại. Bây giờ chúng ta nói đến tâm tham mà thọ xả, tâm si, hai tâm si, si vừa nghi, si phóng dật, cũng là thọ xả. Thọ xả đi tức là bất khổ bất lạc thọ đó. Thì ở trong tâm tham thọ xả có si, tức là có vô minh. Trong tâm si thì có si là vô minh. Thì như vậy cuối cùng thì bất khổ bất lạc thọ có vô minh tồn tại, là muốn ám chỉ cho tham thọ xả và hai tâm si. Cái điều đó thì cũng dễ thôi. Nhưng khi mà hỏi ngược lại, khi mà thanh niên Thiện Nam Quý Sa Khá hỏi ngược lại, thưa ni sư,
có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy biên tồn tại, trong tất cả khổ thọ sân tùy biên tồn tại, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy biên tồn tại, thì vị thánh đi đó không phải. Hồi nãy nói là khổ lạc thọ thì có tham tùy biên tồn tại là nói một cách chung chung, nhưng mà bây giờ đó thì nói riêng đó, không phải trong tất cả các lạc thọ tham tùy biên tồn tại. Vì sao vậy? Vì rằng như chúng tôi đã nói, lạc thọ tức là tâm thọ hỷ và tâm thân thức thọ lạc. Thân thức thọ lạc thì không có si, không có tham, không có sở tham phối hợp. Còn tâm thọ hỷ mà thuộc về thọ hỷ vô nhân, tâm vô nhân, hay thọ hỷ thuộc tâm tịnh hảo, tâm dục giới tịnh hảo, tâm đấu đại là sắc giới vô sắc giới, thọ hỷ của tâm siêu thế thì làm gì mà có tham tùy biên tồn tại được. Chỉ có thọ hỷ của tham đó, thọ hỷ tâm tham thì mới có tham tùy biên tồn tại mà thôi. Quý vị hiểu câu đó chưa? Rồi cũng vậy, khi nói đến khổ thọ thì thanh niên trả lời rằng không phải trong tất cả khổ thọ sân tùy biên tồn tại. Vì sao? Vì rằng khổ thọ đây có hai, tức là tâm sân thọ ưu và tâm thân thức thọ khổ. Thì chỉ có khổ thọ thuộc về tâm sân á, thì mới có sân tùy biên tồn tại thôi. Còn khổ thọ thuộc về thân thức thọ khổ, cái tâm vô nhân thân thức thọ khổ, thì sân tùy biên không có tồn tại ở trong đó, không có tương ưu ở trong đó đâu. Cũng thế, bất khổ bất lạc thọ tức là thọ xả. Trước nói rằng trong bất khổ bất lạc thọ thì có vô minh tùy biên tồn tại, tức là chỉ nói là tâm tham thọ xả và tâm sân thọ, tâm si thọ xả. Nhưng mà bây giờ câu hỏi, có phải hoàn toàn ở trong bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy biên tồn tại không? Thì thánh ni trả lời không phải trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tồn tại, bởi trong những cái tâm mà thọ xả đó, chỉ có tâm tham thọ xả và tâm si thọ xả. Si thì đương nhiên thọ xả rồi, chỉ có sáu tâm đó thọ xả, xả thọ và vô minh tùy tồn tại. Còn lại bốn mươi chín tâm thọ xả khác, 49 tâm thọ xả khác, 55 tâm thọ xả, 6 tâm có vô minh tùy biên tồn tại. Như vậy còn 49 tâm thọ xả, ngoài ra đó thì không có vô minh tồn tại, tức là không có sở si phối hợp, như là thọ xả của tâm vô nhân, hay thọ xả của tâm dục giới tình hảo, thọ xả của tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, thọ xả của tâm siêu thế, làm gì mà có vô minh, làm gì mà có si tương ưng phối hợp. Cho nên ở đây trong cái câu thứ hai, nãy chúng tôi đang trả lời cái câu 2, câu 3. Ở câu 3 thì ở đây đó, nãy thì chúng tôi chỉ nhắm mắt để nghe từ vợ gia đẳng câu hỏi
cho nên trả lời như vậy. Nhưng mà nhìn lại thì câu số 3 lại có xin giải thích. Giải thích chứ phải giải. Các vị sửa lại dùng cái chữ, thêm chữ y, chữ giải thích, chữ anusaya thì nghiêng. Trong lạc thọ tham thủ nghiêng tồn tại, trong khổ thọ tham thủ nghiêng tồn tại, trong tất cả bất lạc, bất khổ thọ, vô minh thủ nghiêng tồn tại. Thì ở đây thưa quý vị, cái chữ anusaya tìm yên tức là ngủ ngầm, chữ saya tức là từ cái căn xê si, si tức là xê tí, hay saya tí là ngủ. Còn chữ tiếp là ngủ anus có nghĩa là theo, anusaya là ngủ ngầm hay là ngủ theo, gọi tùy miên cũng được mà tìm miên cũng được, tìm tức là tìm ẩn nha. Thì ở đây tại sao phiền não mà được gọi là tùy miên? Là bởi vì nó có hai nghĩa. Một là trong tâm bất thiện thì có những cái phiền não như tham, như sân, vân vân, nó tương ưng, nó phối hợp, cho nên gọi đó là tùy miên. Cái nghĩa thứ hai nữa là nghĩa rộng hơn một chút, tức là chúng sanh trong đời này khi chưa đắc thánh đạo, tuyệt trừ phiền não, thì như vậy ở trong từ đời quá khứ họ đã có cái tập khí phiền não, tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến, vân vân. Rồi trải qua những cái kiếp sống luân hồi, cái tập khí đó nó đã trở thành một cái tập bẩm sinh. Ngay trong hiện tại này, nếu mà một người đó, nếu người đó mà sanh ra đời, sinh ra ở đời bình thường thì người đó rất hiền, nhưng mà cái hiền đó nó chưa phải là một người đoạn trừ được cái tâm sân. Tại sao? Khi mà họ gặp cảnh trái ý nghịch lòng, liền ngay khi đó do không có tu tập, không có thuần thục trong sự tu tập, liền khi đó cái sân tùy miên sanh khởi, họ nổi nóng liền. Đúng vậy, một người bình thường khi mà sanh ra ở đời, nếu mà chưa gặp cảnh hấp dẫn, gặp cảnh đáng ưa thích, gặp cảnh thích hợp, gặp cảnh sắc đẹp thích hợp, tiếng hay thích hợp, mùi thơm thích hợp, vị ngon thích hợp, vân vân, chưa gặp cảnh thì họ chưa khởi lên cái tâm tham đâu. Nhưng mà khi gặp cảnh rồi thì họ khởi lên cái tâm tham, tâm ái. Thì như vậy gọi là ái dục tìm miên, hay là ái hữu tìm miên. Cái đó là tham tìm miên. Cũng vậy, mạng bình thường thì không có nghĩa mạng, nghĩa là bình thường người đó luôn luôn khiêm tốn. Nhưng mà người ta nói rằng một lời khiêm tốn bằng bốn lời tự cao đó, là bình thường họ rất khiêm tốn, nhưng mà ở trong thâm tâm của họ, những cái gì họ thành tựu và được người khác tán thán đưa lên, thì trong thâm tâm của họ khởi lên cái sự kiêu mạn, mình đáng mà nát mà nát. Cái chuyện đó thì rất dễ hiểu, quý vị phàm phu chúng ta rất dễ, cho nên gọi là mạng tìm miên, tà kiến tìm miên. Quý vị tự như không, mình bình thường học pháp, mình không có tin vào cái ngày giờ hơn xưa tốt xấu,
Nhưng mà cái bữa đó nhằm cái ngày mùng 5, 14, 13 cái mình đi ra đường tự nhiên bị cọ quẹt cái xe cộ gì đó, cái mình chợt nhớ bữa nay mùng 5 hay là bữa nay 14, 23 âm lịch là ngày tam lương, cho nên là đi xuất hành đi ra thì gặp xui xẻo. Tự nhiên khởi sinh cái tài phí tình yêu vậy nè, nó ngủ ngầm. Rồi bây giờ gặp cơ hội, gặp cảnh thì nó khởi lên cái phiền não tình yêu. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến cái chữ tình yêu thì chúng ta phải hiểu hai nghĩa. Một là thứ phiền não đó là nó đồng sanh với tâm bất thiện, tương ứng với tâm bất thiện. Thứ hai nữa là tiềm nhiên đó là phiền não tiềm ẩn ngủ ngầm, đợi đến khi có cơ hội, có cảnh thích hợp thì nó bộc phát. Cũng nói thêm một điểm này là ở đây chúng ta phải hiểu rằng gọi là tiềm nhiên đó, tức là cái danh từ nói nôm na, danh từ nói nôm na như là nó ngủ ngầm vậy. Thực ra thì các pháp hữu vi không có một cái gì đơn thuần bất biến, không có cái tôi cái ta ở trong đó đâu. Chúng ta đừng nghĩ phiền não ngủ ngầm cũng giống như là cạn trà trong ly trà. Bình thường nó đóng xuống, nó lắng xuống đáy ly, nhưng khi mà lấy muỗng khuấy lên thì nó nổi lên trên, nó nổi trong nước, nó nổi dậy trong nước. Không phải vậy, phiền não không có bất biến như thế đâu, mà chỉ tại vì do cái pakato pradisya cái giác, tức là thường cận duyên, cái tập khí nó gặp nó nổi lên như vậy. Ở trong cái hiện tượng vật chất của thế giới ngày nay, khoa học người ta cũng chứng minh được điều này là bình thường. Thí dụ như cái chất này, cái chất lỏng này với chất lỏng kia, khi mà hai cái hòa hợp lại thì hai cái hòa với nhau thì nó sinh ra một cái loại khí khác, một cái loại hóa chất khác. Cái đó gọi là một cái sự tương hợp. Cho nên là chúng ta không có, chúng ta đừng nghĩ rằng là nó có cái gì thì mở cũng như, hoặc ví dụ như hai cục đá chạm mạnh vào nhau thì nẹt lửa, thì chúng ta đừng nghĩ rằng là lửa có ở trong, nó nằm sẵn ở trong cái cục đá này hay nằm sẵn trong cục đá kia. Nếu mà đem xay nhuyễn cái cục đá đó ra, đập bể cái cục đá để tìm lửa thì đó là một điều hết sức là nông nổi, một điều hết sức là nông nổi, bởi vì không có trường hợp đó. Cũng như thế, ở đây chúng ta cần phải hiểu những gì được nói bằng cái ngôn ngữ. Cái đó chỉ là mượn tục đế, mượn danh từ tục đế để mà dùng xài cho hiểu. Người trí sau khi hiểu được pháp vô thường của nó vô ngã thì khi mà nghe nói như vậy chúng ta không có chấp, không có chấp là như thế. Chứ đừng có nghĩ rằng nếu mà không có cái tự ngã, không có ai cảm thọ thì như vậy tại sao trong trường hợp đó đang không như vậy thì được gọi là cái pháp thì nó muộn ngầm vân vân, rồi nó bộc phát lên như vậy, nó có sẵn nó mới bộc phát lên được chứ. Nhưng mà không phải có sẵn bộc phát, mà do ảnh hưởng cái thường cận duyên như vậy thôi.
này là chúng tôi nói thêm chút, quý vị nghe hiểu được chỗ nào thì hiểu, còn hiểu được xem như là chúng tôi chưa nói gì cả. Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái trường thượng tọa thầy siêu. Mà thượng tọa thầy siêu ở đây trong bài kinh này có cái chữ Patipada, mà trong bản dịch là tương đương. Ví dụ như khổ lấy gì làm tương đương, khổ thọ lấy gì làm tương đương, nó lạc thọ làm tương đương. Thì chữ tương đương Patipada ở đây gì là tương đương, hiểu như thế nào? Và có một câu nó hơi rất là tối nghĩa, là ví dụ nó là giải thoát lấy gì làm tương đương, thì nó là giải thoát lấy Niết Bàn làm tương đương. Thì như vậy chúng ta có cảm tưởng như là Niết Bàn, giải thoát và Niết Bàn đó là bình phương. Chúng ta sẽ cân với nhau. Tại sao giải thoát lấy Niết Bàn tương đương được, nhưng mà Niết Bàn thì không lấy giải thoát làm tương đương được? Thì Thánh Liên Visakha đó là câu hỏi đi quá xa, vượt ngoài giới hạn trả lời. Xin kính thính sư tổ Hoa Kỳ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Vì kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, câu hỏi này thì nó hơi nặng ký chút xíu. Trước hết, cái chữ Patipada nó cũng có nghĩa là giống nhau mà tương đương, nhưng mà cái đó chỉ xài một khía cạnh nào đó thôi. Chứ bởi vì thí dụ như khi mà nói lạc thọ lấy gì làm tương đương, nói lạc thọ lấy khổ làm tương đương, thì vậy nó lạc thọ với khổ thọ nó giống nhau sao được? Bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm tương đương, lấy vô minh làm tương đương, thì cái đó là nó xài cái chữ tương đương thì chúng ta sẽ hiểu lầm. Chúng ta sẽ hiểu lầm tương đương là giống nhau, gần gần giống nhau. Trong cái tiếng Việt của chúng ta, chữ tương đương tức là xem đó, tức là giống giống nhau. Nhưng mà không phải thưa quý vị. Nếu phân tích cái từ ngữ đó, thì chúng ta thấy chữ Pati ở đây, chữ Pati là một tiếng từ ngữ có nghĩa là ngược lại hay là đối đầu. Thì chữ pha gắn có nghĩa là phần hay là cái cạnh khía. Bây giờ chữ Patipada trong chỗ này chúng ta dịch sao, dịch chữ gì để mà xài luôn cho cả trường hợp lạc thọ lấy gì làm Patipada, hay là cái gì là Patipada của lạc thọ, cái gì là Patipada của khổ thọ, cái gì là Patipada của bất khổ bất lạc thọ, cái gì là Patipada của vô minh, cái gì là Patipada của minh, cái gì là Patipada của giải thoát, cái gì là Patipada của Niết Bàn. Thì ở đây quý vị, chữ Patipada ở đây chúng ta phải hiểu nghĩa là đối xứng.
như cái duyên bất chấp từ siêu từ đó con thì không biết lại ở trong rung không nghe được nữa. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Dạ. Thì vô minh, có minh là đối xứng. Cái chỗ này mới bắt đầu là hơi rắc rối chúng ta. Minh lấy gì làm đối xứng? Thì chúng ta nói minh là giải thoát. Trong trường hợp này chúng ta phải hiểu không phải là hai cái này khác nhau, nhưng mà cũng không phải là giống nhau. Vì minh và giải thoát đó, chữ minh ở đây là chỉ cho cái tâm đạo mắt hay chính tắc. Giải thoát ở đây là chỉ cho tâm quả siêu thế. Vì khi chứng được minh thì mới chứng được giải thoát. Tại sao chúng tôi nói hai cái điểm này nó tương đương? Thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn Ngài dạy các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo danh sắc là hai pháp cần phải biến tri, vô minh là khổ ái, hai pháp cần phải đoạn trừ. Minh và giải thoát là hai pháp cần tắc trí, sa-chi-ca-tắc-pa, và chỉ và quán, samatha-vipassana, là hai pháp cần phải tu tập. Cho nên khi mà chỗ này chúng ta không thể là chúng ta dịch là đối xứng thì nó cũng không có được, nhưng mà cũng xài cái chữ bất chấp pha gái. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu trong trường hợp nôm na là như thế này: tâm đạo là nhân, tạo ra tâm quả. Cho nên nó vừa khác mà nó vừa giống nhau, vừa khác gì giống nhau. Thì ở trong trường hợp này đó, quý vị chờ thì chúng tôi một chút. Xem cái ở trong
trong chú giải, chúng tôi đang xem chú giải. Vì cái là Niết Bàn. Ở đây chúng ta xài cái nghĩa này quý vị chú ý nhiều xíu. Những Patipago thì ở đây được xài chung với chữ quý sa phà gác. Quý sát và gá, thí dụ như trong luật viên xài cái từ này, khi mà hai vị tỳ kheo mà có cái sự hòa thuận với nhau, biết cảm thông với nhau, thì như vậy gọi là sát và gá. Còn nếu mà vị tỳ kheo kia mà đối chọi với vị tỳ kheo này thì như vậy gọi là quý sát phà gác. Nếu mà giữ chữ bát thí sát phà gác dịch đối tác hay đối sức thì được, nhưng mà xài cái nghĩa bổ sung thì không được. Vì sao? Vì trở lại cái vấn đề khổ thọ bổ sung, lấy lạc thọ bổ sung thì nghe không được, hay lạc thọ lấy khổ thọ bổ sung thì nghe không được, bởi vì hai cái đó nó tương phản với nhau, không có thể bổ sung. Vô minh lấy minh bổ sung là bổ sung cũng không được. Vô minh lấy minh bổ sung cũng không được. Thì do đó cho nên chúng ta xài cái chữ đối tác. Đối tác thì có vẻ như là trong thương mại thì được cái đối tác, tức là người mà chịu kết hợp với mình, làm ăn với mình đó. Thành ra ở đây chữ Patipaga chúng ta phải xài trong cái này nó cũng hơi rắc rối cho quý vị, cũng rắc rối.
Thì ở đây nhá, chúng ta đọc đêm nay thì chúng ta phải hiểu là vô minh, liên minh là đối xứng, là hai cái ý nghĩa nó đối xứng với nhau. Một bên là bất thiện, một bên là thiện, hoặc là một bên là tịnh hảo, còn bên là vô tịnh hảo. Minh là tịnh hảo, vô minh là vô tịnh hảo, nó đối xứng. Nhưng mà trường hợp chúng ta nói minh lấy gì làm đối xứng, thì chúng ta nói minh làm giải, lấy giải thoát làm đối xứng. Thì trong trường hợp minh nó thuộc về tâm thiện, và giải thoát ở đây thuộc về tâm quả, thuộc pháp vô ký. Cho nên Ngài mới giải thích rằng Ethana Sarathina Lô Quốc Tarathina Abhya Tarathina, tức là vô lậu, ý nghĩa là vô lậu, siêu thế và vô ký, chỉ cho tâm quả siêu thế. Vì tâm quả siêu thế với vương minh đó, thì trong trường hợp này nó có sự đối xứng nhau, mặc dù cũng là cái pháp, cũng là cái pháp siêu thế cả, như một cái là nhân, một cái là quả. Cho nên khi mà nói đến niết bàn, giải thoát lấy gì đối xứng, thì nói giải thoát cái niết bàn làm đối xứng, bởi vì niết bàn là cảnh của tâm quả sự thế, chứ không phải niết bàn, không phải niết bàn với tâm quả sự thế là nó giống nhau. Chúng ta nhớ vậy. Nếu mà chúng ta nói giải thoát lấy niết bàn làm tương đương, giải thoát lấy niết bàn làm tương đương, thì như vậy là chúng ta không thể. Và nếu nói như vậy thì cũng có nghĩa là niết bàn lấy gì làm tương đương, thì tại sao niết bàn không lấy giải thoát làm tương đương? Chúng ta phải đặt cái vấn đề chỗ đó, đặt câu hỏi chỗ đó. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu cái nghĩa đối xứng giữa cái chữ giải thoát và niết bàn đó. Giải thoát lấy gì làm đối xứng, thì nó giải thoát lấy niết bàn đối xứng, bởi vì giải thoát là tâm quả sự thế. Nguyên vô ký ở đây chỉ cho tâm quả sự thế, và niết bàn làm cảnh của tâm quả sự thế. Bây giờ niết bàn lấy gì làm đối xứng? Niết bàn không có cái gì làm đối xứng cả. Niết bàn là vô vi, không nằm ở trong cái pháp tương đối, không thuộc về pháp tương đối. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái sự hiểu biết của chúng tôi như vậy. Rồi xin tỉnh thường tội giáo đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trường thượng tọa Tuệ Sư. Thưa quý vị, thật ra thì trong cái chữ Việt của chúng ta đó, thì một cái từ mà gần nhất của chữ Patipaga và được những nhà học giả dịch cũng hơi nhiều, nhưng mà chúng ta ít xài đấy là chữ đối đãi, chữ đối đãi hay chữ si thiết, nghĩa là cái gì đó mà
nó có cái tính nó có cái tính chúng tôi tạm gọi như vậy là trong trường hợp mà mình mình có một một cái như ở trong chùa có nhiều phần hành, nhưng mà bây giờ có một ông thợ điện đến, ông làm việc ở chùa, ông sửa máy lạnh, thì nói rằng thợ điện mà đến mà kiểu nói vị trụ trì ra để mà tiếp, đôi khi nó không có ra đâu hết. Thí dụ vị trụ trì không phải là người giỏi về vấn đề máy móc, thì mình phải nhờ một vị cư sĩ nào đó mà họ lo vấn đề bảo trì của chùa, họ ra họ nói với ông thợ điện, tiếp ông thợ điện, thì nó mang cái tính đối đãi. Và đôi khi chúng ta hiểu là chúng ta hiểu là pháp hữu vi, pháp hữu vi, thì cái vượt ngoài pháp hữu vi là pháp vô vi, nhưng mà pháp vô vi đó thì nó không có mang tính đối đãi và đối với pháp hữu vi. Đây là một cái ý nghĩa mà chúng ta dùng cái chữ gọi là bổ nghĩa hay là bổ sung. Lấy một thí dụ như vậy là chúng ta có một người bạn gọi là bạn lành, thì bạn lành đó có hai nghĩa, là một người phải ngang cơ, phải đồng song với mình, không phải là tuổi tác, có thể một người bạn vô niên, nhưng mà người bạn đó gọi là bạn thực sự thì họ phải có cái điểm tương đồng với mình. Và chẳng những trong cái sự tương đồng á, nó còn có điểm nghĩa là người đó làm cái nguồn cảm hứng cho mình, người đó làm gương cho mình. Nhưng mà như vậy là ví dụ chúng ta đối với thầy tổ thì chúng ta nhìn thầy tổ là một người mà làm gương cho mình, nhưng mà thầy tổ thì không thể nhìn chúng ta làm gương cho thầy tổ được. Thì đối với sự giải thoát, chúng ta nói tâm quả đó, có thể lấy niết bàn để là bát thí phật á, nhưng mà niết bàn thì phải lấy cái tâm quả là bát thí phật á. Có nhiều khi nó là một chiều, nó là một chiều. Cái chữ này tương đối là chữ rất là khó dịch. Nếu mà chúng tôi dịch thì chúng tôi không dịch chữ tương đương, mà chúng tôi sẽ dùng chữ đối đãi, tại vì chữ đối đãi đó nó mang nặng cái, nó có cái chiều sâu của ý nghĩa hơn là chữ chữ tương đương. Chữ tương đương thì chúng tôi cảm thấy nó hơi nhẹ một chút, nó hơi nhẹ một chút và nó dễ làm cho người ta hiểu lầm. Trong trường hợp này dùng cái chữ đối đãi thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Và chữ đối đãi dĩ nhiên là chúng ta cần phải dịch theo cái tính cách dịch theo cái tính cách là hơi triết học một chút, chứ không phải là giống như ở trong cuộc sống hàng ngày. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại với cái ý nghĩa tổng quát của bài kinh Tiểu Kinh Phương Quảng. Bài kinh này có một điểm mà rất là thú vị, rất là coi hài, là ở bên Thái Lan có một cái hệ thống siêu thị mà chúng tôi cũng nghe nói ở Việt Nam cũng có, đó là Big C. Big là lớn, thuộc về Big C. Thì đây là một hệ thống siêu thị rất lớn, thì họ có những cái hệ thống siêu thị khác tương đương á, như là Tesco. Thì Tesco cũng là một hệ thống siêu thị lớn, nhưng mà ở Thái Lan đặc biệt, cũng một vài quốc gia khác nữa là một hệ thống siêu thị lớn đó. Như ở Nhật Bản, ở Thái Lan thì họ lại có những cái tiệm mà gọi là convenience store, tức cái tiệm nhỏ nhỏ, nó cũng bán những mặt hàng, nhưng mà nó nhỏ hơn để người ta tiện lợi ra bồ, chúng ta gọi tiện lợi đó. Thì hãng Tesco á, họ có cái hệ thống gọi là Tesco Express. Tesco Express tức là mình vào trong cái tiệm cũng Tesco, nhưng nó nhỏ thôi để tiện. Thì cái anh chàng Big C đó, ảnh cũng có, cái công ty này cũng có cái tiệm nhỏ gọi là Mini Big C. Xin lỗi, Big C Mini. Đó là Big rồi mà còn Mini. Big C Mini. Thì nghe nó cũng hơi kỳ.
sao mà đó là Big C mà còn mini nữa. Nhưng Big C là cái hiệu cửa hiệu lớn mà có mini. Cũng giống như trong bài kinh này, chúng ta nói phương quảng là rộng lớn, mà nói là tiểu kinh phương quảng. Chữ tiểu kinh nghĩa là bài kinh ngắn, thì có nhiều khi nghe chữ tiểu giống như bài kinh nhỏ. Tại sao chữ tiểu đặt ở trong cái chữ phương quảng, khi mà mình nghe nó hơi khôi hài một chút. Nhưng thật ra tại vì bài kinh này nó ngắn hơn bài kinh trước. Bài kinh trước là đại kinh phương quảng, hay bài kinh là tiểu kinh phương quảng. Thật ra hồi xưa có một cái chữ mà dịch rất là sai, gọi là kinh đại phương quảng. Dạ, kinh đại phương quảng mà bản dịch cái bài kinh đại phương quảng là kinh rất phổ thông của chữ Hán, thưa quý vị. Cái chữ phương quảng là rộng mà còn đại nữa. Dạ, đại, nhưng mà thật ra chúng ta phải nói là không phải là kinh đại phương quảng mà là đại kinh phương quảng, tức là nói về đề tài phương quảng là hình thức vấn đáp, một hình thức giảng rộng, nhưng mà rồi là một bài kinh dài gọi là đại kinh, bài kinh ngắn là tiểu kinh. Dạ. Và trong cả hai bài kinh phương quảng này đó đều là một trình bày rất là khúc chiết, rất là ly chi về hành trình giác ngộ giải thoát. Lẽ ra đó thì ở trong bài kinh tới đây đó thì chúng tôi sẽ bước sang bài kinh khác, tức là vào ngày thứ sáu đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng bài tiểu kinh phương quảng này có một chút vấn đề, đó là khi mà mình giảng rời rạc đó, thì chúng ta không thấy được toàn bộ cái ý nghĩa của bài kinh này. Do vậy vào ngày hôm nay là thứ tư, ngày thứ sáu này đó, thì chúng tôi sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính giảng một phần ý nghĩa mà chúng tôi nêu lên, nhưng mà sẽ dùng phần lớn của đề tài sau để làm một tổng kết. Dạ, tổng kết lại cái bài kinh gọi là tiểu kinh phương quảng này, vì đây là một bài kinh quan trọng. Dạ, rất là quan trọng, nên chúng ta cần trở lại để nắm rõ khái niệm. Đôi khi thưa quý vị, những bài kinh này nó sẽ trở thành một điều rất là tiếc nếu chúng ta học một cách hơi hợp, học thông qua. Nhưng mà trong bài kinh có nhiều cái chi tiết rất lợi lạc cho những người học Phật. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào room thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyên thâm xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chư đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các thành phần trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và xin nhờ cô Nhật Quỳnh, cô Lâm Dần Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn. Sala kamang ka